Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tối ngày 19 tháng 5, một cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên cả ngày trên xe đưa đón và tử vong thương tâm. Vụ việc xảy ra tại trường mầm non Hồng Nhung, cơ sở 2, trụ sở tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an thành phố phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Bước đầu xác định khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5 năm 2024, anh L, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng một giáo viên trường mầm non Hồng Nhung đón cháu H và 9 cháu học sinh khác đi học. Khi đến trường, anh L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh TDA là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong. Đêm ngày 29 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người, quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra bước đầu xác định ông L, sinh năm 1965, điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng một giáo viên trường mầm non Hồng Nhung đón cháu H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, ông L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cậu ruột của cháu đến đón nhưng không thấy cháu nên báo cho nhà trường, đồng thời tìm kiếm và phát hiện cháu bé vẫn ở trong ô tô đưa đón học sinh của trường. Thời điểm này, do không có chìa khóa để mở cửa xe, nên người cậu đã cùng người dân khu vực phá cửa xe để đưa cháu bé ra ngoài, cấp tốc đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó. Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.